Ok, chào mọi người nhé. Dạo này mọi người mà hay đọc báo hay nghe truyền thông thì mọi người cũng biết là bệnh dại đang bùng phát rất là mạnh. Vậy nên hôm nay mình làm video này để tóm tắt tài liệu về bệnh dại, dấu hiệu nhận biết này, nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh dại cho mọi người cùng biết nhé. Ok, mình sẽ tóm tắt tài liệu lại cho mọi người này. Bệnh dại là gì này? Bệnh dại được ghi nhận từ 2.300 năm trước này đến tận năm 1885 mới tìm ra vaccine phòng dại đầu tiên này. Vaccine phòng dại ở chó chính là phòng vệ an toàn nhất cho cả bạn và thú cưng và cũng là cách duy nhất mọi người nhé. Chó bị bệnh dại có những biểu hiện gì là thay đổi thái độ này. Đó, cái thái độ là làm mọi người phải chú ý nhé. Bệnh dại ở chó khiến bé sẽ rụt rè hẳn đi này. Một trong những trường hợp cún sẽ đột ngột, hung hăng, tâm trạng lo lắng, buồn chồn này khiến bé muốn trốn ở góc tối này. Bệnh dại có hai thể nhé. Có tóm gọn trong hai thể này. Thể điên cuồng này, thể điên cuồng là các bé dần dần mất hành vi kiểm soát này, thái độ buồn bã này, một cái động nhỏ cũng làm các bé bất an và sủa liên hồi. Khi gặp người lạ, các bé càng kích động, thậm chí chúng sẽ cắn người dữ dội hơn. Bệnh dại ở chó đến thời kỳ điên cuồng cũng là nguyên nhân khiến các bé chán ăn, bỏ ăn, tiếp tục xuất hiện các triệu chứng khó nuốt, sốt cao, đồng tử giãn là mắt này nhá, đồng tử là cái trong mắt này này, đồng tử giãn này và đôi mắt đỏ ngầu. Bé thì luôn ở trong trạng thái khát nước này nhưng không thể tự tự động tự chủ uống nước được. Kèm theo đó là hiện tượng chảy nước dãi này, xùi bọt mép này, đi bâng khuâng, bồn chồn lo lắng. Các bé sẽ bỏ nhà đi và sẽ không nhớ đường về vì bệnh dại là ảnh hưởng thần kinh nhé, nên các bé sẽ không nhớ đường về. Thời kỳ cuối ở thể điên cuồng này, giai đoạn cuối này cún sẽ bị liệt hoàn toàn hàm dưới và lưỡi. Tình trạng này khiến cho miệng của bé không thể khép lại này, lưỡi cũng thè ra suốt, kèm theo đó là chảy nước dãi. Đi đôi với lực cơ hàm cuốn bị bệnh dại cũng có xu hướng liệt chân sau nhé, liệt hai chân sau. Cơ hô hấp cũng bị liệt gây cản trở lưu thông không khí. Cùng với việc bị kiệt sức do không thể ăn, cuốn sẽ chết vài ngày sau đó. Đó là thể điên cuồng mọi người nhé. Còn có thể là thể không biểu hiện, gọi là dại câm ấy. Chỉ 1/4 trường hợp chó mắc bệnh dại là có biểu hiện rõ ràng. Đó, 1/4 thôi nhé. Phần đông còn lại là dấu bệnh hay còn được gọi là dại câm. Các bé không có biểu hiện điên cuồng hay buồn bã cắn người. Thay vào đó, các bé sẽ ủ rũ này, buồn bã, liệt lửa thân sau, liệt cơ hàm, đi kèm với biểu hiện này là chảy nước dãi này, thè lưỡi này, gầm gừ trong họng thôi nhé, chứ không sủa loạn lên. Nhưng mà thể thể dại câm này ở chó thì khá lành tính với người và động vật khác. Vì sao là lành tính? Vì ở thể này thì bé sẽ không có xu hướng là cắn người và cắn các động vật khác nhé. Đó là hai dạng nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh dại ở chó này, đó là các bé cắn nhau này, và có một bé bị bệnh dại thì sẽ lây cho các bé khác ở các vết thương hở. Và ở bệnh dại còn có thể lây từ này rơi này, chồn này, chó mèo và một số động vật khác có máu nóng nhé. Đặc biệt là rơi, các bé rất có một số bé rất hay thích nghịch rơi, rất nguy hiểm nhé, mọi người phải chú ý. Bệnh dại đã khởi phát thì không có cách nào chữa được. Tỷ lệ tử vong trên chó mắc bệnh dại trên chó mèo mắc bệnh dại được ghi nhận là 100%. Đó, cho nên không cách nào chữa cho các bé đâu mọi người nhé. Đừng cố chữa, rất nguy hiểm. Chính vì vậy chúng ta có thể bảo vệ. Ở đây bắt đầu đến cách để phòng tránh và sorry mọi người nhé, đang quay của người có điện. Cách phòng dại duy nhất đó là tiêm phòng cho các bé mọi người nhé, chỉ một cách duy nhất là tiêm phòng thôi. Vậy nên vì sao là mình tư vấn khách hàng nhà mình là không có gì quan trọng bằng việc tiêm phòng đâu. Đồ đạc đến mua sau nhưng riêng tiêm phòng là mọi người phải làm đầu tiên là tiêm năm bệnh cho bé này, 6 bệnh này, 7 bệnh này và tiêm phòng dại nhé, không có gì quan trọng bằng đâu mọi người, tại nó còn liên quan đến tính mạng của người nữa. Ok, mọi người follow kênh của mình nhé, câu hỏi là bình luận ở dưới, bye bye mọi người.